Thực ra mình đã khi đã tăng rồi thì lúc nào nó cũng cũng tăng ha, cho dù trời nắng trời mưa hay là trời lạnh trời ấm gì nó cũng tăng đó, tức là cái cơ địa đã bị bệnh tăng huyết áp thì giờ nào lúc nào thời tiết nào cũng tăng, chỉ có điều là nó dễ tăng đến độ mà dùng chữ tăng ha, tăng cao thì nó bị là bị sốc hay là bị tai biến hay không. Thí dụ như đang tiền sử người này có tăng huyết áp nhưng mà bị một cái cơn tức giận nóng nảy gì đó đập bàn hay là lo hét gì đó thì người đó là bị tăng huyết áp tăng cao, đưa đến là có thể là trụy mạch hoặc là bị tai biến mạch máu não. Còn trong cái trường hợp người này cũng có kiềm chế được nhưng mà chính cái kiềm chế làm cho họ bị sốc nặng hơn thì nó nhẹ hơn một chút thôi. Tức là một cái nguyên nhân ở bên ngoài thì gồm có là lo lắng thì tăng, mất ngủ này cũng tăng, rồi la hét buồn phiền cũng tăng, rồi thua lỗ trong làm ăn kinh doanh thì nó làm cho suy nghĩ nhiều cũng tăng. Tức là những cái yếu tố bên ngoài nó tác động nó làm cho huyết áp tăng đi đến cái tệ, cái xấu của cái tai biến mạch máu não là do tiền sử họ đã bị tăng huyết áp rồi. À, cái đó là những cái mà chúng ta cần lưu ý. Cho nên người ta thấy rằng để ổn định cái huyết áp, ngoài cái việc uống thuốc thì cái thái độ tinh thần trong cuộc sống cũng rất là quan trọng. Tức là mình buông bỏ đi, lúc nào mình cũng thanh thản, cũng thoải mái. Đứng trước một cái tình huống đó là mọi khi là mình la hét, mình bực bội nhưng mà bữa nay tự nhiên sao mình uống Afarim mình thấy sao trong người mình nó khỏe quá, nó khống chế được những cái mà buồn bực lo lắng. Mà nếu như trong những trường hợp khác, những ngày khác, những lúc khác không sử dụng thì có lẽ là cũng đứt bóng rồi đó. Nhưng mà nhờ có cái dùng thuốc này thì mình thấy tại vì cái công dụng của cái thuốc này nó là nó làm cho ổn định huyết áp, là dựa vào hai cái yếu tố đó là giúp cho thận âm là ổn, giúp cho can ổn, mà can tàn huyết chủ sơ tiết, hang can chủ cân, ham nó giận quá ta nói giận cành hông, cành hông là coi như là thấy thấy thua rồi, giận quá là mặt hồng mắt đỏ, la hét đập bàn đập ghế coi như đứt lúc nào không hay. Hai cái đó là rất là quan trọng, mà cái bài lục vị đã giải quyết được cái can thận âm rất là tốt, cho nên phần nào đó mình cũng dựa vào đó mình thấy là người này cũng có một cái yếu tố là để ổn định cái huyết áp, mà so với các cái thuốc khác thì nó rất là bền bỉ, tại vì nó lo cái răng cái tóc là gốc con người, mà gốc ở đây chính là thận, mà cái giận dữ cái lo lắng cái buồn phiền cái mà biếu hiện ra bên ngoài là cái gan, là đông y gọi là can, thì can của mình là can âm nó ổn thì coi như là hỏa nó giáng xuống là mình thấy là con người mình có thể là ổn định lâu dài. Tăng huyết áp là một bệnh mà phải nói là hiện nay rất nhiều người mắc phải. Trước đây thì người ta thấy với những người mà trên 50 tuổi hoặc là có tuổi thì mới bị tăng huyết áp. Tuy nhiên gần đây người ta thấy với cái người trẻ lại là ví dụ như mới có 40 hoặc là dưới 40 cũng tăng huyết áp và kéo dài suốt mấy chục năm sau. Chưa kể là cái hệ quả của cái tăng huyết áp là làm cho tai biến. Đó là một trong những cái mà người ta rất là ngại. Và người ta thấy rằng trong tổng số 100 người bị tăng huyết áp thì gần như là 30%, tức là khoảng 30 người trong số 100 người đó đi đến cái là tai biến mạch máu não. Giới thiệu ngay với lại tất cả quý vị là cái công ty Nespaco đã có một cái sản phẩm là Afarin. Cái sản phẩm này là cái công dụng chính của nó là ổn định huyết áp. Tôi xin nhắc lại là ổn định huyết áp. Trên cái cơ sở nào? Trên cái cơ sở là hỗ trợ tăng cường sức bền thành mạch. Đó là cái mà đặt ra. Và trong cái đơn của bài này là bài lục vị, tức là thuộc địa Hồi Sơn, Sơn Tùng, Đình Tả, Bạch Linh. Đơn vị là cái bài thuốc chuẩn, có nghĩa là bài thuốc nền cho cái Aparin này để điều trị là cái tăng huyết áp và đặc biệt là ổn định huyết áp lâu dài. Tóm lại, Aparin của cái công ty Nespaco, thực ra cái bài thuốc này là đã sử dụng hơn 20 năm và cái hiệu quả của nó là giúp cho huyết áp là ổn định lâu dài, chứ không phải là còn uống thì nó còn, nhưng mà khi ta không uống nữa chỉ trong vòng có một tuần thì nó lại tăng lên, cái điều đó không có đúng.